Hello mọi người, hôm nay Diễm giới thiệu với mọi người món xôi lá dứa nước cốt dừa ha. Thì có mình có thể ăn dùng như ăn là xôi ngọt hoặc là xôi mặn. Thì xôi ngọt thì Diễm sẽ ăn với dừa sợi với mè rang. Còn xôi mặn thì Diễm sẽ làm cánh gà sốt dầu hào ha. Bây giờ mời mọi người vô bếp cùng làm món xôi này với Diễm nha. Đây là nếp là Diễm sử dụng để Diễm nấu xôi ha, là nếp cái hoa vàng nha. Mọi người có nếp thường thì sử dụng cũng được ha. Thì cái cách nấu của Diễm á, là Diễm sẽ nấu trên bếp điện nha, không hấp mà cũng không nấu bằng nồi cơm điện ha. Bây giờ mình đi đông nếp nha. Diễm sẽ đông vô 2 cắp gạo nếp thì Diễm sử dụng cái cắp của cái nồi cơm điện á. Mình đông nếp xong thì mình sẽ vo mình rửa lại cho sạch rồi mình để cho nếp ráo nước nha. Cái lượng nước mà để nấu thì sẽ bằng với lượng gạo ha. Mọi người đông bao nhiêu gạo thì mình sẽ đông bao nhiêu nước nha. Thì đây Diễm sẽ đông 2 cắp nước luôn ha. Ở đây Diễm có 4 cái lá dứa nè. Thì nếu mà mình sử dụng nhiều thì xôi nó sẽ hơi bị đắng ha. Nên Diễm sử dụng 4 cái cho 2 lon nếp nha. Mình sẽ rửa sạch rồi mình cắt ra. Mình cho vô máy sinh tố hoặc máy xay cầm tay mình xay để mình lấy cái nước cốt. Mình sẽ lấy cái lượng nước hồi nãy mình vừa đông á, mình cho phân nửa vô mình xay ha. Khi xay xong rồi mình cho ra cái rây, mình rây lại nha, mình đổ chung vô với cái lượng nước hồi nãy á. Rồi mình cho nếp vô nồi, mình bắt đầu mình nấu ha. Thì Diễm sẽ cho vô đây 1/2 muỗng cà phê muối nha. Mình cho vô 1 muỗng cà phê dầu ăn để cho hạt xôi mình nó được bóng á, rồi mình cho cái phần nước lá dứa. Ở đây Diễm có cái phần nước cốt lá dứa nè, mọi người có thì cho, không có cũng không sao ha. Mình sẽ cho vô 1/4 muỗng cà phê tinh chất lá dứa. Mình trộn lên cho đều rồi mình để nếp nghỉ 15 phút mình mới mang đi nấu nha. Thì đầu tiên mình sẽ bật bếp số 4, thì bếp Diễm có 9 số á, Diễm sẽ bật số 4 trong vòng 9 phút nha. Thì mình để ý á, nếu mà nấu bắt đầu 9 phút ấy, thì đây nó sẽ có hơi nước lên nè, cái nắp nó cũng sẽ ấm á, vậy là chuẩn ha. Rồi sau 9 phút mình sẽ tăng lên nhiệt độ cao nhất luôn nha, để nếp nó sôi. Thì khi nếp nó bắt đầu nó sôi á, thì bắt đầu mình sẽ tính giờ ha. Thì từ lúc nếp bắt đầu sôi thì mình sẽ nấu thêm 2 phút nữa ha. Đó, 2 phút thì cái lúc này á, cái nếp á, nó sẽ sôi nhiều lắm nha, có khi nó làm đẩy giống như nó đẩy cái nắp luôn thì cũng không sao ha. Mình sẽ mở nắp ra rồi mình dùng một cái đũa đó mình khuấy cho nó đều cái nước cốt lá dứa nè, tại nó nổi lên trên như vậy nè, mình khuấy cho đều ha. Thì cái cách nấu này của Diễm á, nó sẽ làm cho cái hạt nếp á, nó rất là ngon, nó không có bị nhão mà nó còn nguyên hạt, và cái nếp mà mình để lâu á, nó cũng không có bị khô cứng nữa, mà mình không phải mất thời gian mình ngâm nếp qua đêm hoặc mình hấp rồi cho vô nồi cơm điện thì nhiều khi nấu nó hơi bị nhão ha. Thì mọi người thử thử sử dụng cách nấu này đi. Tại Diễm nhiều khi Diễm muốn ăn liền á, thì Diễm nấu cách này Diễm thấy rất là ngon, rất là tiện ha. Đó, để nếp nó sôi như vậy đúng 2 phút á, thì mình sẽ hạ lửa xuống nhỏ nhất ha. Thì cái bếp Diễm á, nó có 9 số thì lúc mà Diễm hạ xuống là Diễm sẽ để 1 rưỡi hoặc là 2 nha. Thì mình sẽ nấu trong vòng 20 phút nữa thì cái nồi cơm nếp mình sẽ hoàn thành ha. Đó, Diễm hạ xuống 1,5 ha. Nấu trong vòng 20 phút, đậy nắp lại nha. Cái này như mình rế vậy đó. Rồi sau 20 phút thì nếp chín mình nhấc ra khỏi lò ha. Ở đây Diễm có 2 muỗng canh đường nè. Rồi ở đây Diễm có cái phần nước cốt dừa nữa. Nước cốt dừa này thì mình sẽ cho vô 3 muỗng canh nước cốt dừa nha. Có nước cốt dừa vô cái xôi mình nó thơm nó béo, nhưng mà mình cho cái này cái lượng vừa phải nên ăn nó sẽ không có bị ngán ha. Rồi mình bắt lên bếp, mình chỉ cần cho đường nó tan với nước cốt dừa nó vừa sôi lên là mình nhấc khỏi bếp được rồi ha. Đó, mình khuấy như vậy sôi lên rồi mình tắt bếp nha. Thì xôi Diễm múc ra cái tô, mọi người muốn trộn nước cốt dừa vô trong cái nồi nấu xôi luôn cũng được ha. Diễm đổ phần nước cốt dừa lên xôi nha. Đó, cái hạt xôi nó không có bị nhão, nó còn rất là còn nguyên hạt ha. Rồi mình dùng đũa cũng được hoặc là mình dùng cái đồ xới như Diễm nè, mình xới lên cho thiệt là đều nha. Cho nước cốt dừa với đường nó thấm vô xôi á.
cái phần xôi này ăn rất là ngon, nó không có bị ngọt quá, nó cũng không có béo quá, ăn ngon lắm. Mình xới lên cho đều rồi mình dùng cái nắp á, mình đậy lại ha. Thì không có nên dùng cái màn bọc thực phẩm mà dùng cái nắp, tại vì cái nắp nó có một cái lỗ thông hơi á, thì cái hơi nó cũng sẽ thoát ra ngoài, nó không bị động hơi nha. Rồi ở đây Diễm có 20 cái cánh gà, mình rửa sạch, mình để ráo nước ha. Mình sẽ có một cái củ hành tím và hai tép tỏi. Mình dùng dao á, mình cắt ra nhỏ nhỏ, rồi mình lấy cái chài hoặc là cái cán dao á, mình sẽ dần nó ra tí xíu cho cái tinh chất ở trong củ hành với củ tỏi nó ra để mình ướp gà ha. Diễm cho gà vô tô. Diễm sẽ cho vô đây 1/4 muỗng cà phê muối nha, với tí xíu tiêu. Rồi mình bóp, mình giống như là mình ướp á, cho nó đều. Để khoảng 15 phút là được ha. Nếu mọi người ăn lạc á, thì không cần thêm cho phần muối vô nha. Và bây giờ mình đi làm mè, muối mè. Thì Diễm có 1 muỗng canh mè, 1 muỗng canh đường, với lại 1/4 muỗng cà phê muối ha. Rồi mình dùng cái cà chài nè, mình xoay vòng vòng, mình có giả ha, mình vừa xoay vừa giống như vừa chà nó xuống thì nó sẽ ngon hơn. Đây là hai tô nếp nè. Cái này á, là Diễm không có bỏ cái tinh chất lá dứa nè, còn cái này thì có, thì mọi người xem hai cái màu nó khác nhau cũng nhiều ha, thì mình xem mình thích như thế nào thì mình làm ha. Ở đây là Diễm có hai tô luôn. Diễm quay gần cái xôi cho mọi người xem, nó rất là dẻo nhưng mà nó không có bị nhão ha, hạt xôi thì nó còn nguyên luôn, rất là ngon. Mình để lâu lắm, Diễm để qua hôm sau á, vẫn còn mềm dẻo, muốn nóng thì bỏ vô lò vi sóng hâm lại thôi. Rồi bây giờ mình muốn á, thì mình giò cục lại như vậy, hoặc là mình để y nguyên luôn cũng được. Hoặc là mình sẽ sử dụng một cái khuôn để mình tạo thành cái hình á, hình trái tim cũng được, hình bông hoa cũng được. Đó, cái này thì Diễm có cái khuôn hình cái bông này, thì Diễm làm cho nó ra hình cái bông. Cái này thì mình trang trí vậy thì mình đãi tiệc thì nó đẹp ha. Còn nếu mà ăn ở nhà thì mọi người cho ra dĩa thôi cũng được rồi. Rồi bây giờ mình đi bắt dầu lên để mình chiên cánh gà nha. Thì chiên cánh gà thì mình sẽ chiên với cái lửa trung bình nha. Mình cho cái đũa vô, mình thấy đũa bắt đầu nó nổi cái bọt bong bóng như vậy là được nha. Rồi mình sẽ cho cánh gà vô mình chiên. Thì mình chiên cái lửa trung bình từ 5 tới 7 phút á, mình sẽ chiên hai lần nha. Lần đầu tiên mình sẽ chiên 5 tới 7 phút trước, rồi xong mình vớt gà ra, xong mình chiên lại. Thì như cách chiên như vậy nó sẽ giúp cho cái gà khi mà mình trộn với cái nước sốt á, nó vẫn còn giòn, vẫn còn rất là ngon. Đừng có chiên lửa lớn quá mà cũng đừng có chiên lửa thấp quá nha. Lửa lớn thì nó bị cháy á, còn thấp quá thì gà nó sẽ bị khô. Như vậy là mình chiên thêm tí xíu nữa cho nó vàng rồi mình vớt ra. Đó, nó vàng như vậy là mình vớt ra được ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị cái phần nước sốt dầu hào. Thì Diễm sẽ cho vô 1 muỗng canh dầu ăn nha. Rồi mình sẽ lấy cái phần hành tỏi hồi nãy mình ướp gà vô, mình phi lên cho nó thơm. Rồi tiếp theo mình sẽ cho vô 1 muỗng canh nước tương nha. Tùy nước tương nha, nước tương này của Diễm thì nó ngọt, nếu không có mặn thì Diễm cho 1 muỗng canh. Rồi 1 muỗng canh hắc xì dầu. Hắc xì dầu này là loại ngọt nha. Rồi mình sẽ cho vô 1 muỗng canh dầu hào luôn ha. Rồi mình trộn cho đều, mình để lửa nhỏ nhỏ như vậy nha. Rồi Diễm cho vô 1 muỗng cà phê bột niêm gà. Có cái bột niêm gà thì giúp cho cái nước sốt mình nó đậm đà, nó thơm á. Mình cho tí xíu tiêu nha. Rồi ở đây Diễm có một cái trái ớt sừng trâu nè. Mình cắt như vậy mình cho vô thì cái mùi nó thơm hơn, nó không có cay nhiều đâu ha. Rồi cánh gà bây giờ mình mới thả vô, mình chiên lại một lần nữa. Thì lúc chiên này á, mình cũng chiên với lại cái lửa trung bình ha. Chiên khoảng từ 2 tới 3 phút mình thấy cánh gà nó vàng giòn là mình vớt ra được nha.
Đó, như vậy là mình vớt ra mình cho thẳng vô cái nồi nước sốt mình đang làm ha. Đó, gà mình vớt ra nó còn sôi như vậy luôn. Thì cho vô cái nồi nước sốt này á, thì mình bắt cái lửa lớn ha. Và mình xào trong vòng 1 phút thôi nha, đừng có xào lâu ha. Đó, Diễm dùng cái đũa với lại cái muỗng như vậy nè, Diễm xào 1 phút là nó thấm, cho nó áo đều cái nước sốt quanh cái gà là mình tắt bếp được nha. Thơm lắm mà ăn nó đậm đà mà cái da nó vẫn còn giòn rất là ngon. Rồi bây giờ mình mang đi mình trình bày liền ha. Đó, xôi Diễm đã làm thành sẵn như vậy nè, mình cho cánh gà lên. Cái này là mình để mình đãi tiệc á, hoặc là mời bạn bè tới chơi á, thì mình trang trí như vậy thì mỗi người sẽ là một phần ha. Thì nhìn nó đẹp hơn, cho tí xíu, cho miếng ớt, có miếng ớt này ăn chung rất là ngon. Mà vừa đẹp nữa. Bây giờ mình trang trí thêm mấy cái lá ngò này nè, cho nó đầy đủ màu sắc, nhìn nó sẽ đẹp hơn và ăn nó cũng ngon hơn nữa. Còn xoài ngọt thì mình sẽ cho dừa sợi với lại muối mè lên nha. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái món xôi này rồi. Rất là đơn giản ha, nhưng mà ăn rất là ngon. Cái món này mình dùng đãi tiệc rất là tiện ha. Xôi thì nấu không cần ngâm nếp, không cần phải hấp. Mọi người có thể dùng xoài ngọt cũng được, mà nếu dùng xoài mặn cũng được ha. Diễm chúc mọi người thành công với món xôi này nha. Có gì thắc mắc thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Tạm biệt.